Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì cái chậu hồ điệp này là chậu mình đã chia sẻ cách trồng đó mọi người. Hôm nay mình đem video ra vườn mình quay. Tại vì mình hôm nay mình tưới phân kích rễ cho nó lần 2 nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn nhá. Thì để không làm mất thời gian của mọi người, hôm nay mình sẽ tưới phân 30-10-10 nhãn hiệu này. Là cái này là mình mua của Gromo nha mọi người, rồi là cho vô cái bình này thôi. Sao ánh sáng nó mờ mờ vậy ta? 30-10-10 của Gromo nha các bạn. Cái này là phân này thì mình mua 100.000 nhưng chưa được nửa bình này đâu. Đó. Mình mới xài có mấy lần 30-10-10 thì tại vì là các bạn biết sao không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người tưới phân 30-10-10 là NPK. Thì 30-10-10 để làm cứng bộ lá của nó lên để cho nó phát triển, vì nó đạm nhiều. Đạm nhiều thì cây sẽ phát triển tốt, vì là cây này là mình mới trồng lại cho nên là nó đang còn hơi yếu. Cho nên mình sẽ bổ sung 30-10-10 kết hợp vào đó. 30-10-10 là đạm rồi nha các bạn, là NPK đó. Kết hợp vào đó thì mình sẽ bổ sung thêm 10 giọt B1. B1 loại nào cũng được nha các bạn, của Việt Nam cũng được, của Mỹ cũng được, loại nào cũng được, của Thái cũng được, miễn là thành phần B1 nha các bạn. Thì 30-10-10 mình pha 1 gram, và B1 thì mình chỉ cho 10 giọt thôi. 5 đến 10 giọt là được rồi các bạn, còn nếu mà 1C thì hơi nhiều. Bộ lá mình mới thay chậu nhưng cũng rất là cứng. Các bạn biết không, cây hồ điệp này á, cây hồ điệp này của mình là mình treo ở ngoài vườn á, xong rồi nó bị vặn á, nó không đúng hướng nắng á, tại vì dàn thì chật quá cho nên nó bị vặn. Nếu mà các bạn mà treo đúng hướng á, để đúng hướng đông tây thì cây nó sẽ thẳng đứng và đủ nắng thì nó rất là đẹp. Nhưng hoa lan hồ điệp cũng có thể trồng trong nhà để trưng bàn được, bàn làm việc. Nói chung là chỉ cần đủ ánh sáng và đủ không bị nhiệt độ không quá 30 độ C các bạn ạ. Thì mình có thể chăm sóc và chơi tốt. Thì một buổi sáng nói chung các bạn nên cho nó, nếu mà trưng bàn uống nước á, bàn ngoài sân thôi nha các bạn, mình trưng ở bàn ngoài sân á, mình trồng kiểu này là mình trưng ở bàn uống nước. Các bạn thấy bộ rễ nó ra không? Cái này là mình có chia sẻ cách trồng đó mọi người. Thì 7 giờ sáng hoặc là 6 giờ gì đó, chỉ cần có ánh nắng lên thôi là mình đem ra cho nó tắm nắng đến 9-10 giờ. 9 giờ thôi nha các bạn, nếu mà ánh nắng trực tiếp thì không được để quá 10 giờ, nó sẽ bị cháy lá. Nó sẽ bị sốc nhiệt, nó cháy lá đấy. Vì là cây của mình trồng ở trong nhà, theo cái môi trường trong nhà thì nó quen trong nhà rồi. Nếu mà đem ra ngoài trời mà nắng quá nó sẽ bị sốc và nó cháy. Cho nên mình sẽ chăm sóc theo cái kiểu mà nếu mà chỗ mình có ánh nắng chiếu vào buổi sáng, bàn làm việc mà có ánh nắng chiếu vào buổi sáng chỉ cần 1 tiếng cũng được. Còn không thì mình nên cho nó tắm nắng nha các bạn. Đó, bộ rễ rất là khỏe luôn á. Rồi, để không làm mất thời gian của mọi người thì phân mình đã pha sẵn rồi. Bây giờ mình lắc đều và mình tưới nha các bạn. Mình đã pha sẵn và các bạn pha thì ví dụ NPK thì các bạn nên pha trước nhá. Pha cho NPK quậy ra thành nước, hỗn hợp ra thành nước, tan ra xong các bạn đổ vô bình. Xong các bạn mới nhỏ B1 vào. Xong đó rồi đổ nước vào và lắc đều lên rồi tưới nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tưới phân nha. Tưới phân bón lá nhưng mình tưới đẫm bộ gốc nhá. Tưới đẫm bộ gốc luôn các bạn ơi. Tưới cho thật đẫm bộ gốc và tưới đều hết bộ lá. Tưới gốc và tưới đẫm lá luôn nha các bạn. Tưới cho thật đẫm, bên kia cũng vậy nha các bạn. Vì đây mình quay video, bắt đầu mình nghiêng bên kia qua mình tưới. Mình ngồi mình quay đó các bạn, cho nên là nó sẽ... Cây này, cái ngòng hoa thì mình cắt ngòng hoa này mọi người. Mình cắt, mình chừa lại đây này. Và nó đang bắt đầu đang chuẩn bị nứt ngòng hoa này. Đang chuẩn bị nứt mắt này. Mình đem ra ngoài trời đây, nó hơi hình như ánh nắng hơi chói chói. Đó, mình sẽ quay bên đây mình tưới tiếp. Các bạn thấy bộ rễ bên đây nó cũng đang bắt đầu nứt ra rồi này. Ở trong, ở dưới nó nứt rất nhiều rễ luôn mọi người ạ. Ở dưới thằng chậu nó nứt, nó ra rễ rất nhiều luôn. Mình lại tưới tiếp bên đây, tưới nói chung là tưới tại vì cho nó quan trọng nhất là cho nó toàn bộ cây đấy. Phân bón thì nên tưới toàn bộ đẫm luôn nha mọi người. Đó. Cái này có một cái lá nó hơi vàng vàng này.
Vì khi mình thay chậu thì nhiều khi nó cũng hay bị mất sức đó mọi người. Cho nên là cũng không sao nha mọi người, từ từ nó sẽ lại thôi. Lá đang bắt đầu cứng rồi. Đó, lá nó đang cứng cứng lại rồi. Khi nào mà lá này nó cứng lại, rễ nó ra đủ là cái mắt này nó sẽ nứt hoa mọi người. Vì lúc mình cắt á, mình cắt hoa lan hồ điệp á, mình chơi hoa xong mình hay cắt cái kiểu mà chỉ cắt cái phần hoa thôi, còn cái phần mà còn mắt ngủ mình sẽ chừa lại. Mình sẽ chừa lại để mình tiếp tục chơi hoa từ những cái mắt ngủ đó. Đó. Thì rất là hay luôn. Chậu này chắc mình trồng được một tuần. Mình có làm video, chậu này mình có làm video, các bạn thấy cái nó nứt rất là nhiều rễ luôn á. Lần trước mình có làm video tưới phân cho nó đó. Thì lần trước mình tưới Hùng Nguyễn cộng B1, lần này mình tưới 30 10 10 cộng B1 các bạn ạ. Đó, các bạn thấy nó rễ ở dưới không? Rất là đẹp. Đó, trong đầu trong đang nhú rễ ra tiếp đó mọi người. Các bạn nên luân phiên NBK và Hùng Nguyễn thì các bạn nên luân phiên nó để cho nó bù trừ các bạn. Phân này phân kia nó bù trừ nhau, nhưng mà mới trồng thì mình 5 ngày mình tưới một lần. Còn khi mà đã thuần rồi thì 2 tuần mới cần phải tưới phân một lần nha các bạn. Mình cũng không nên lạm dụng quá đâu. Phân thuốc nhiều quá thì cũng sẽ không tốt đâu các bạn. Nó sẽ thành giống như nó sẽ bị chai á, mà khi mà cây trồng mà bị chai phân thuốc thì cũng không có tốt lắm. Mình chơi theo kiểu mà đưa cây lan về tự nhiên, lâu lâu mình mới mai mốt các bạn có thể bỏ phân tan chậm xuống, rễ nó ra nhiều ấy. Giá thể nên mình trồng bằng đá bọt nha mọi người, mình có chia sẻ rồi đó. Vì là cái này thì mình trồng trong cái chậu này mình để bàn chưng mà, cho nên 1/3 là mình bỏ xốp và sau đó đến đá bọt luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Chúc mọi người trồng thành công những chậu lan đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.